Xin chào các bác nhá. Hôm nay trời thì hơi mưa gió một chút xíu, thì nó hơi hẳng hẳng tí, thì bác mới đi thì tình cờ đi đây lại gặp có thằng bạn gần nhà đi bẫy chim, thì mồi đang treo kia cả. Đây này anh em này, mồi đang treo kia, đấy cây này. Nhưng mà lại ngồi một lúc mà mới để ý là bên này chú rất nhiều chim. Chim này không biết là chú bẫy đấu hay là bẫy gì chú để nhốt đấy rất nhiều, không thấy nổ con nào nổ cả. Chắc là vẫn nhát này, chưa chắc lắm thái độ. Đây, cơ số là nhiều chim. Đây, chú có cả cái kia kìa. Các bác kìa kìa. Các bác nhìn ra cái này cái gì đây. Đấy, cái này thì nếu đậu vào chắc là dính à. Đây, xào. Xào chỉ căng lưới. Đấy, nó có đẹp không? Các bác này. Con này nhìn... nhìn chung đẹp đẹp. Hai con này nhìn, hai cái lồng này nhìn, có ba con nhìn được. Còn mấy con kia chắc ma trắng mới ma lỡ. Đây này. Đây bổi này. X1 của ngày mưa gió này. Sáng sớm cậu đã được một em hàng X1 này rồi. Bổi gấu chó. Được cái áo cho nên trông hơi bị đen trắng ấy. cầm nong cầm niêu. Đây xào đây, biển số 322. Con mồi siêu trẻ của em, con mồi đồ dò đây. Mưa nó mưa vẫn đang ướt đường. Để tí xem có chim cò gì không, lại tiếp tục nối tiếp video cho anh em xem nhé. Okay. Đây anh em này, đấy nhà chú ban nãy mà có nhiều chim này. Đây này, đi ra đằng sau chú nhìn thấy chán chưa. Đây này, có sao hình như mắc con chim gì đấy. À không phải, mắc tuyến lông rồi. Tuyến lông trà màu các bác nhé. Đây này, đây là cái keo của chú. Keo cắm bẫy trà màu, đẳng cấp. Phải thực sự là cái bẫy kiểu này thì chắc cháu chịu. Ok.